cọc nữa con nhé. Một em cọc. Em cọc cái các bác nhé. Cọc đen cái. Vâng, chào các bác nhé. Hôm nay phải nói là có rất nhiều số đỏ. Nhưng mà những dòng khác như số đen này như là còn ít. Ở chỗ này đa số là dòng cọc. Cọc đuôi thỏ. Cọc đuôi thỏ. Nhưng em này chân huyền đề cơ. Chân huyền đề đơn chân sau. Thì mắc dây. Mắc dây. Con này bao tiền đấy? 3,5 triệu. Em này dòng đỏ cái các bác nhé. Xù đỏ, dòng tuyền màu. Tuyền màu à, có 1-2 sợi trắng à, đỏ tầm 3,5 triệu một em. Quá đẹp luôn các bác. Vâng, các bác kết em nào thì đừng quên liên hệ số điện thoại 0972 386 270 các bác nhé. À, để liên hệ mua giúp. Đây là mấy em cọc. Con này bao tiền bác? 1 triệu. À, hơi to nhỉ. Cả những quạt. Này giá 1 triệu. Đi cái thôi. À, em này giờ đi cái ạ. Mõm đen vàng, mõm đen. Vàng, mõm đen, giờ đính đực. Con này bà bán bao nhiêu vậy? 800 ạ. Còn em xù vàng cũng tầm được 3 tháng rồi không? Cái này giá bán là 850. Ông ơi, con này bao tiền con không? Xù đỏ, quá nhiều. Cái này dòng đen hoàng đầu này. Đen chân vàng, hoàng đầu. Lại một đàn sù đỏ nữa. Sù đỏ này có đàn có con tai dựng, có con tai cục các bạn. Vừa tai dựng vừa tai cục. Con em bé nhất, bé nhất, con này tầm khoảng 2 tháng rưỡi, 3 tháng. Con em trong kia là đúng lưỡi nhiều. Con em trong kia kìa. Dòng này là xù cũng rất là tít các bác nhé. Xù tít tuyền màu. Bốn triệu rưỡi một đôi anh. Đôi ở ngoài anh 4 triệu à? 4,5 triệu à? 4,5 triệu một đôi á. Đôi. Hai con. Ở ngoài anh là một đôi à? Trong một đôi anh. Bà sủ tít rồi các bạn. Ở ngoài thì có một em tai dựng. Trong này mới là tai cụp. Ngoài là dòng tai dựng. Đấy. Trong thì là dòng tai cụp. Đấy. Em này dính cái. Kia dính được. 4,5 triệu này tầm khoảng hơn 2 triệu một em rồi các bạn. Vâng. Các bác nhớ nhấn like và chia sẻ video này cho mình xem các bác nhé. Vâng, em xin cảm ơn.